Anh em ơi, hôm nay em giới thiệu cho anh em một món đồ nhá. Bình thường ai anh em là đi mua xe mới này, cái sàn này vẫn là sàn nỉ, rất là khó vệ sinh nhá. Mà bình thường đây, trên cái sàn này thì anh chủ anh đã trải cho một bộ sàn 6D rồi, nhưng mà theo ra đi sau một thời gian sau, cái sàn này nó có bung ra nhìn rất là khó chịu, và nó cái những cái bụi nó hay nhét vào cái khe kẽ này cũng rất là khó vệ sinh. Hôm nay em thì giới thiệu cho các bác một cái bộ thảm sàn của thương hiệu Kata với thương hiệu Thái Lan đây. Đấy, qua nha. Thì cái bộ sàn này, nếu các bác mà ở xa ấy, thì các bác cứ đặt em bên em về và các bác trải như bình thường thôi. Bởi vì cái bộ sàn này là cái bộ sàn được may sẵn cho các dòng xe rồi, may theo form, theo dáng. Đây, các bác có thể thấy này, và có rất là nhiều màu. Thì cái này nó sẽ may sẵn, rồi may riêng cho một dòng xe rồi, các dòng xe nhá. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Cái viền này được bo chỉ và không bao giờ bị rách. Đây, và khi mà các bác trải này, nó đã may sẵn theo các dòng xe rồi thì các bác lắp thì rất là dễ dàng thôi. Một là các bác có thể trực tiếp qua bên em, hai là có thể là các bác ở xa thì có thể đặt bên em và em sẽ gửi về cho các bác mà có được trải thôi. Đây, đặt vào như này đấy ạ. Cái khuy này nhá, các bấm các bác chỉ để ý cái khuy bấm này với cái khuy bấm của theo xe nó sẽ là trùng khớp với nhau. Đó, đây đây ạ. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ, rất là chắc chắn. Và đây, khi các bác đã trải xong đấy, thấy không ạ, cái những cái vị trí chân ga chân phanh này nó sẽ rất là khít và đúng vào vị trí của bác luôn, không có chuyện là kẹt chân ga chân phanh các bác nha. Đó, thấy không ạ, và không bị trượt nhá. Nếu đất đá mà rơi ra đây thì các bác chỉ cần bỏ bát ra là vệ sinh là xong đấy. Các bác nào mà đang sử dụng các dòng xe nhá, mà đang cần lắp trải sàn nhá, hoặc là sàn bậc bước chân, sàn da, sàn nỉ hoặc sàn để trong xe này nhá, thì hãy liên hệ với Akala Thái Nguyên ngay để bên em tư vấn cho các bác. Cảm ơn các bác.